Chào tất cả mọi người, mình tên là Christine và mình là một nhân viên của VietAid. Hôm nay Christine sẽ hướng dẫn các bạn điền vào thống kê dân số. Bây giờ các bạn trẻ ở VietAid sẽ giải thích cho mọi người về thống kê dân số. The census creates a snapshot of our country by counting every single person living in the United States every decade. Điều tra dân số sẽ tính số người lớn, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ mỗi 10 năm nhằm có được một cái nhìn khác quát về đất nước chúng ta đang sống. Để điền vào thống kê dân số trực tuyến, bạn có thể vào trang mạng my2020census.gov. Bạn có thể chọn ngôn ngữ ứng dụng ở dưới cùng của trang mạng. Trang mạng sẽ có sẵn 12 ngôn ngữ khác nhau, gồm cả tiếng Việt. Khi đã vào trang mạng, bạn nhấn vào bắt đầu bảng câu hỏi. Nếu bạn có lá thư từ thống kê dân số, xin đăng nhập số ID gồm 12 chữ số. Đừng lo nếu bạn không có số ID, bạn vẫn có thể điền thống kê dân số và bảo đảm rằng bạn và tất cả mọi người trong nhà được đến. Sau đó, xin chọn nơi bạn đang sống vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Và ghi rõ địa chỉ đầy đủ. Kế tiếp, xin ghi đủ họ tên và số điện thoại và nhấn vào các câu hỏi về người trong nhà. Ghi rõ số người đang sống tại địa chỉ này vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Thống kê dân số sẽ hỏi nếu địa chỉ bạn đang sống sẽ áp dụng với một trong bốn lựa chọn dưới đây. Sau khi hoàn thành phần này, bạn có thể điền vào phần tiếp theo gọi là riêng từng người. Thống kê dân số sẽ hỏi giới tính, ngày sinh, tuổi, chủng tộc. Nếu bạn thấy thiếu một người trong nhà, bạn có thể nhập vào mục thêm người khác. Hãy nhớ điền đầy đủ tất cả mọi người trong nhà, gồm cả trẻ em mới sinh và người già. Điền thống kê dân số rất là dễ dàng đúng không mọi người? Bạn cũng có thể điền thống kê dân số qua điện thoại bằng cách gọi 844-330-2020 cho tiếng Anh và 844-461-2020 cho tiếng Việt. Your information will be safe, secured and protected by federal law. Điều này có nghĩa là thông tin của mọi người sẽ không được sử dụng bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc tòa án nào để chống lại mọi người. Không phải với FBI, không phải với CIA, không phải với DHS và không phải với ICE. Các dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số cũng cho các tổ chức như VietAid một hình ảnh chính xác của những người đang sống trong cộng đồng của chúng ta. Khi chúng ta điền vào thống kê dân số, chúng ta đảm bảo rằng mọi cá nhân đều được đại. When we are represented, we can get more money for schools, hospitals, roads, affordable housing, child care, senior centers, public works, and other vital investments. Vì vậy, mời bạn tham gia với VietAid để bảo đảm rằng cộng đồng của chúng ta được kể đến, được lắng nghe và được đầu tư vào. You can count me in for the census because I am somebody and I deserve full representation. Bạn có thể đếm tôi trong cuộc điều tra dân số vì tôi là một người quan trọng và tôi xứng đáng được tính. Ngay tại đây. Ngay bây giờ. You can count me in for the census because I am somebody and I deserve to be counted. Right here, right now. Thế mọi người có chung tay với tôi không? So are you with us to get our community counted in the 2020 census?